Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Thưa bà con, 24 giờ qua khối không khí lạnh đã suy yếu, do vậy mà gió trên các vùng biển của nước ta duy trì cường độ yếu đến trung bình. Thời tiết trong tình trạng tốt ngoại trừ khu vực vịnh Bắc Bộ, trời vẫn còn khá nhiều mây và có mưa nhỏ vào thời điểm sáng sớm. Hiện nay vùng áp thấp phía Tây có xu hướng hoạt động mạnh hơn và mở rộng về phía Đông. Hình thế thời tiết này sẽ là nguyên nhân hút gió, khiến cho gió trên khu vực vịnh Bắc Bộ cũng như trên vùng biển từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi chuyển dần sang hướng Đông Nam đến Nam với cường độ mạnh dần. Tuy nhiên, đêm nay và ngày mai gió chỉ hoạt động với cường độ khoảng cấp 3, cấp 4. Dự báo xa hơn khoảng ngày mùng 8 và ngày mùng 9, khi vùng áp thấp hoạt động mạnh mẽ hơn sẽ khiến cho gió Nam đến Đông Nam trên các khu vực biển này tăng lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Thời điểm gió hoạt động mạnh nhất thường rơi vào thời điểm chiều tối và đêm. Vì vậy, các tàu thuyền, nhất là những tàu có tải trọng nhỏ cần lưu ý để đảm bảo an toàn. Xuống tới vùng biển dọc các tỉnh thành Nam Bộ, ngày mai tiếp tục là một ngày đầy nắng và tình trạng biển đang rất thuận lợi cho các hoạt động ra khơi và đánh bắt của bà con trong ngày đầu tuần. Ngoài khơi xa khu vực biển Đông, thời tiết phổ biến ít mưa cùng với sóng gió ổn định nên cũng ủng hộ cho các hoạt động hàng hải. Sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới, mời quý vị và bà con theo dõi. Tại vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, trong đêm nay và ngày mai, gió trên vùng biển sẽ chuyển dần sang hướng Đông Nam đến Nam và duy trì cường độ cấp 3 đến cấp 4. Tình trạng nhiều mây và có sương mù vẫn xảy ra vào thời điểm đêm và sáng, nên gây ảnh hưởng đến tầm nhìn xa của các phương tiện tàu thuyền. Khoảng từ chiều tối mai trở đi, gió sẽ hoạt động mạnh hơn, vì vậy các thuyền nhỏ cần chú ý để đảm bảo an toàn. Tại vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, cũng chung xu thế nên trong đêm nay và ngày mai, nơi đây cũng hình thành đới gió Đông Nam đến Nam với cường độ không mạnh. Tình trạng biển khá êm, hiện tượng nhiều mây kèm theo sương mù nhẹ vẫn còn diễn ra vào đêm nay và sáng sớm mai. Do tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng sang, bắt đầu từ đêm mai trở đi, gió trên vùng biển này sẽ hoạt động mạnh dần lên. Với vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bao gồm đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn, trong đêm nay và ngày mai, gió cũng thổi đều theo hướng Đông Nam đến Nam với cường độ yếu. Thời tiết khá tốt, trời hầu như không mưa nên tầm nhìn khá thông thoáng. Tuy nhiên, từ chiều tối mai, gió sẽ hoạt động mạnh lên và tiếp tục mạnh hơn nữa trong những ngày tiếp theo, nên phần nào sẽ gây cản trở đến việc ra khơi của bà con ngư dân. Tại vùng biển Bình Định đến Ninh Thuận, bao gồm đảo Phú Quý, thời tiết diễn ra khá thuận lợi, trời không mưa, ngày nắng vừa phải, tầm nhìn xa trên 10 km, cùng với đó là gió Đông Bắc đến Đông, không còn mạnh nữa mà chỉ ở mức từ cấp 3 cho đến cấp 4. Sóng biển cao dưới mức 1,5 m, nên các tàu thuyền có thể yên tâm hoạt động trên khu vực biển này. Tại vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, bao gồm Côn Đảo, trong đêm nay và ngày mai, gió tại nơi đây sẽ quay dần sang hướng Đông Bắc đến Đông với cường độ cấp 4. Tình trạng biển bình thường với những con sóng chỉ dao động từ 0,5 cho đến 1,5 mét. Sau những ngày biển động mạnh thì đây là thời điểm rất thích hợp cho việc ra khơi đánh bắt của bà con ngư dân và cho cả những chuyến tàu ra đảo. Sang đến vùng biển Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm đảo Phú Quốc và Thổ Chu, trong đêm nay và ngày mai, nơi đây chỉ có gió nhẹ nên biển khá êm ả. Trời không mưa, nắng ráo, tầm nhìn xa thông thoáng nên ủng hộ cho việc lưu thông và hoạt động của các phương tiện tàu thuyền. Tại vùng biển Vịnh Thái Lan, tương tự như vùng biển Cà Mau đến Kiên Giang, vùng Vịnh Thái Lan cũng có tình trạng biển tương đối ổn định. Gió thổi nhẹ, trời ít mây, tầm nhìn xa thông thoáng, các hoạt động hàng hải vẫn có thể diễn ra bình thường. Trở ra với khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, trong 24 giờ tới, gió trên khu vực này sẽ tiếp tục giảm hơn về cường độ. Nơi đây gió thổi không mạnh nên sóng biển đều dưới 2 mét. Mưa cũng chỉ xuất hiện ở một vài nơi nên tầm nhìn không bị ảnh hưởng gì. Các hoạt động khai thác và đánh bắt đều có thể diễn ra thuận lợi. Xuống đến khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ vĩ Bắc, nơi đây duy trì gió hướng Đông Bắc đến Đông với cường độ trung bình yếu, sóng không cao nên tình trạng biển diễn ra êm ả. Thời tiết cũng khá tốt, trời ít mưa nên tầm nhìn xa thông thoáng, thuận lợi cho các tàu đánh bắt xa bờ. Trên khu vực Nam Biển Đông, bao gồm khu vực phía Nam quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và Song Tử Tây, trong đêm nay và ngày mai, gió vẫn thịnh hành theo hướng Đông Bắc nhưng cường độ cũng chỉ ở mức cấp 3 cho đến cấp 4. Sóng biển cao không quá 1,5 mét. Thời tiết tạnh giáo và ít mưa ủng hộ cho các tàu thuyền đang tham gia đánh bắt trên ngư trường Trường Sa. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết biển ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!